Kính chào các quý thầy cô và các quý vị đồng nghiệp cùng các vị khán giả đang theo dõi chương trình. Hôm nay thì bác sĩ Hà Thanh xin có một bài trình bày ngắn gọn về những cái tiến bộ trong điều trị ung thư bàng quang, đặc biệt là liệu pháp miễn dịch. Đây là tuyên bố của tôi, bài trình bày của tôi thì chỉ mang thông điệp về khoa học và không có lợi ích cá nhân hay lợi ích về kinh tế. Thế trước khi đi về điều trị thì đương nhiên là chúng ta sẽ phải quan tâm đến việc chẩn đoán về ung thư bàng quang. Và thì ung thư bàng quang thì đến 90% ung thư bàng quang là ung thư biểu mô tế bào chuyển tiếp, hay còn gọi là ung thư biểu mô đường tiết niệu, và nó bắt nguồn từ những cái tế bào lót ở mặt trong của các đường ống tiết niệu, ví dụ như là bàng quang, niệu quản, niệu đạo. Thế và ung thư biểu mô tế bào các cái tỷ lệ các cái loại biểu mô khác như biểu mô vẩy hoặc là ung thư biểu mô tuyến thì nó chiếm tỷ lệ rất là thấp, khoảng dưới 10%. Và ung thư bàng quang tại Việt Nam thì xảy ra chủ yếu ở nam giới, và nó chỉ khoảng chiếm khoảng dưới, nó không phải là 10 bệnh ung thư thường gặp đứng hàng đầu tại Việt Nam. Tuy nhiên là đây cũng là một bệnh lý chúng ta cần quan tâm, bởi vì nó liên quan rất là chặt chẽ tới hút thuốc lá, nó liên quan tới các liệu pháp điều trị hiện nay còn rất là nhiều hạn chế. Thế thì nguy cơ của ung thư bàng quang như tôi vừa nói đó là hút thuốc lá đã được ghi nhận là một trong những yếu tố nguy cơ gây nên bệnh ung thư bàng quang. Trước đây thì khi chúng ta nói đến thuốc lá thì chúng ta thường quan tâm đến là nó gây ung thư phổi. Thế nhưng mà một cái bệnh lý nữa cũng được chứng minh là liên quan trực tiếp tới hút thuốc lá, đó chính là ung thư bàng quang. Bởi vì là nicotine trong thuốc lá sẽ được hấp thu qua phổi, qua con hô hấp và sau đó vào máu và thải trừ qua đường niệu. Do đó thì cái lượng nicotine tồn đọng ở trong nước tiểu được ngâm ở trong bàng quang, và vì thế nó sẽ gây lên những cái biến đổi của các tế bào lót ở mặt trong các cơ quan của bàng quang, và nó từ đó nó sẽ gây nên hình thành nên tình trạng ung thư. Theo số liệu báo cáo từ châu Âu thì cho thấy rằng từ 4 đến 7% ung thư bàng quang ở nam giới được biết đến. Ngoài ung thư thuốc lá thì do thuốc lá thì chỉ có khoảng 4 đến 7 là do những cái chất trong nghề nghiệp độc hại gây ra. Đây là một cái thông điệp rất là mạnh mẽ gửi đến cộng đồng rằng là hút thuốc lá thực sự là rất có hại cho sức khỏe của chính người hút cũng như là những cái người phải chịu cái khói thuốc một cách thụ động. Về mặt điều trị thì trong khuôn khổ bài trình bày của chúng tôi thì chúng tôi muốn chỉ dừng ở cái việc điều trị bằng ung thư bàng quang cái giai đoạn mà đã có di căn. Thế còn ở giai đoạn sớm hay là những cái giai đoạn sớm hơn thì chưa xâm nhập lớp cơ hoặc là đã xâm nhập lớp cơ ở giai đoạn tại chỗ thì chúng tôi sẽ xin phép được trình bày ở một chương trình khác. Gói gọn trong khuôn khổ bài trình bày hôm nay thì tôi sẽ nói đến là ung thư bàng quang mà đã di căn. Thế thì theo khuyến cáo của NCCN, first line được khuyến cáo, cái phác đồ mà được khuyến cáo đầu tay đó là phác đồ hóa trị có nền tảng là platinum. Thế thì nền tảng platinum ở đây sẽ có hai hoạt chất, đó là cisplatin và carboplatin. Thì cái khuyến cáo number one, tức là khuyến cáo mạnh mẽ nhất, đó là cisplatin. Thế trong trường hợp mà các quý đồng nghiệp không thể sử dụng được cisplatin do một số các cái vấn đề liên quan đến bệnh nhân, do các cái chống chỉ định với cisplatin thì chúng ta mới có thể lựa chọn các cái phương án thay thế. Thế thì cisplatin, cái phác đồ mà để điều trị đầu tay trong ung thư bàng quang đã có di căn đó là cisplatin phối hợp với gemcitabine, được khuyến cáo là category 1. Ngoài ra có một phác đồ phối hợp đa hóa trị khác, tuy nhiên nó gây độc tính trên hệ tạo huyết rất là mạnh và các cái cơ quan như cơ quan tiêu hóa, cơ quan tim mạch. Vì vậy khuyến cáo số 1 prefer vẫn là gemcitabine và cisplatin. Thế đối với cả ung thư bàng quang mà chúng ta đã điều trị với gemcitabine và cisplatin, một cái lựa chọn rất là hạn hẹp như vậy, thì khi mà chúng ta thất bại với liệu pháp đó thì các liệu pháp bước 2 tiếp theo sẽ dành cho bệnh nhân là gì? Thì câu hỏi trước đây khi mà chưa có liệu pháp miễn dịch, cái kỷ nguyên của miễn dịch chưa ra đời, thì câu hỏi này thực sự là
rất là khó để trả lời. Và các cái liệu pháp mới đưa ra, ví dụ như paclitaxel hay docetaxel hay pemetrexed hay là các liệu pháp khác, thì thực ra là có được khuyến cáo, tuy nhiên lợi ích đạt được là rất là hạn chế. Tuy nhiên là khi mà kỷ nguyên miễn dịch bắt đầu từ năm 2018 thì miễn dịch đã được ứng dụng vào không chỉ ung thư phổi mà là rất nhiều các ung thư, trong đó có ung thư bàng quang, để có thể tìm một cái lời giải cho những cái bài toán khó. Thế thì pembrolizumab đã được chứng minh là có hiệu quả trong điều trị ung thư bàng quang giai đoạn di căn đã thất bại với một liệu pháp trước đó với platinum, và đã được ngay lập tức đưa vào NCCN hoặc là các guideline uy tín trên thế giới approve cho chỉ định điều trị bước 2 trong ung thư bàng quang đã thất bại sau hóa trị liệu có platinum. Và tiếp theo thì chúng tôi sẽ xin trình bày cái cơ chế tác động của liệu pháp miễn dịch và căn cứ khoa học để từ đó các cái nhà khoa học đưa liệu pháp miễn dịch trở thành pembrolizumab trở thành một cái liệu pháp đã được phê duyệt cho chỉ định này. Thứ nhất là về cái cơ chế tác động của liệu pháp miễn dịch trong ung thư bàng quang cũng như là ung thư nói chung, thì chúng ta hiểu một cách đơn giản là nó là một cái chất ức chế điểm kiểm soát miễn dịch. Thế thì trên các cái tế bào ung thư nó sẽ có một cái thụ thể. Cái thụ thể này nó sẽ gắn với cả thụ thể trên bề mặt tế bào lympho T là tế bào nhận diện kháng nguyên kháng thể. Thế thì bình thường trong cơ thể chúng ta sẽ có một cái hệ miễn dịch. Khi mà ung thư xảy ra thì ngoài chúng ta dùng các cái thuốc hay là tia xạ hay là các cái thuốc điều trị hóa trị để phá hủy tế bào ung thư, thì có một cái con đường tự nhiên, đó là các cái tế bào miễn dịch của chúng ta nó cũng sẽ tham gia vào quá trình loại bỏ tế bào ung thư. Tuy nhiên là người ta thấy rằng cái cơ chế này có vẻ như là không có hiệu quả nhiều trong riêng bệnh ung thư. Nó khác với các bệnh lành tính khác, là các cái hệ miễn dịch khi mà chúng ta bị bệnh thì hệ miễn dịch nó phản ứng rất là mạnh để nó cố gắng loại bỏ các tác nhân gây bệnh. Nhưng mà trong ung thư chúng ta thấy hệ miễn dịch của chúng ta phản ứng rất là yếu ớt, thậm chí là bị bất hoạt. Thế thì các nhà khoa học mới nảy sinh ra một cái câu hỏi là tại vì sao lại như vậy? Và vì có câu hỏi nên người ta sẽ cố gắng đi tìm lời giải đáp. Và lời giải đáp nằm ở chỗ là các tế bào ung thư nó có khả năng trốn hệ miễn dịch tự nhiên của cơ thể bằng cách ức chế các điểm kiểm soát miễn dịch. Từ đó tế bào T của chúng ta nó không bị hoạt hóa và sẽ không có các cái phản ứng miễn dịch theo đường dịch thể hay đường tế bào xảy ra. Vì vậy tế bào ung thư hay khối u nó cứ tự do phát triển mà không bị một cái hệ miễn dịch của chúng ta ngăn cản lại. Thế để giải quyết vấn đề này thì người ta đã tìm ra các cái chất để ức chế cái con đường này, để làm cho tế bào ung thư để làm cho tế bào lympho T nó không bị ức chế bởi các cái tế bào ung thư nữa, mà nó sẽ được giải phóng, và từ đó tự cơ thể chúng ta có thể sản sinh ra các cái quá trình miễn dịch để chống lại tế bào ung thư. Đây là một cái con đường đi rất là mới, khiến cho liệu pháp miễn dịch ngay lập tức trở thành một cái cơn bão, một càn quét trong tất cả các hội nghị khoa học trên thế giới về ung thư. Trong ung thư bàng quang thì có hai cái nghiên cứu lớn được tiến hành trong ung thư bàng quang đã di căn, đó là KEYNOTE-045 và KEYNOTE-052. Về nghiên cứu KEYNOTE-045, đây là một nghiên cứu được tiến hành trong một nghiên cứu pha 3 tiến hành điều trị pembrolizumab cho những bệnh nhân mà đã thất bại ung thư bàng quang, đã có di căn nhưng mà đã thất bại trước đó với một liệu pháp điều trị hóa trị có platinum. Thế thì tiêu chuẩn lựa chọn bệnh nhân thì người ta sẽ lựa chọn những bệnh nhân mà đã thất bại rồi và người ta đưa vào nghiên cứu, sẽ có hai nhánh, một nhánh là điều trị pembrolizumab và một nhánh là điều trị các cái loại đơn chất khác, và sau đó người ta sẽ đánh giá xem hiệu quả của pembrolizumab có khác gì so với các cái liệu pháp trước đây, cổ điển trước đây không. Và cái tiêu chí chính của nghiên cứu ấy là các quý đồng nghiệp để ý kỹ là có một cái cần phải lưu ý ở đây, đó là tiêu chí chính của nghiên cứu là OS và PFS là tiêu chí chính, còn tiêu chí phụ là tỷ lệ đáp ứng, tỷ lệ kiểm soát bệnh, và hai tiêu chí này sẽ được đặt lên bàn cân với hai điểm, với điểm cắt off PD-L1 CPS là 10%. Ngoài ra có một tiêu chí phụ nữa, đó là tính an toàn của liệu pháp. Thế thì sau khi nghiên cứu được tiến hành thì kết quả cho ra như thế nào? Tiêu chí chính thứ nhất là OS thì người ta thấy rằng là
pembrolizumab đã thực sự cải thiện được cái tỷ lệ sống còn toàn bộ của bệnh nhân. Tại thời điểm cắt off là 12 tháng thì pembrolizumab ở cái nhánh điều trị pembrolizumab thì vẫn còn tới 44% bệnh nhân còn sống, trong khi ở nhóm hóa trị chỉ còn khoảng 29% bệnh nhân. Đến thời điểm 24 tháng thì cái sự chênh lệch này nó vẫn còn là ở cái nhánh mà điều trị pembrolizumab thì vẫn còn khoảng 1/3 bệnh nhân là còn sống, trong khi nó đã suy giảm rất là nhiều ở cái nhóm điều trị hóa trị. Và các cái sự khác biệt này là có ý nghĩa thống kê về mặt khoa học. Thế còn về PFS là một tiêu chí chính thứ hai, thì PFS là có xu hướng cải thiện ở nhóm điều trị pembrolizumab. Tuy nhiên sự cải thiện này là không có ý nghĩa thống kê. Tại vì sao lại có cái sự khác biệt về OS nhưng không có sự khác biệt về PFS? Thì câu trả lời ở đây gặp ở không chỉ ở trong nghiên cứu KEYNOTE-045 mà nó gặp ở một số các nghiên cứu về miễn dịch trong điều trị các ung thư khác, ví dụ như ung thư phổi hay là các ung thư về ung thư đại trực tràng, ung thư gan vân vân, các cái nghiên cứu lớn người ta cũng thấy rằng trong một số các nghiên cứu thì liệu pháp miễn dịch nó giúp cải thiện, giúp duy trì cái sự đáp ứng, kéo dài thời gian sống còn toàn bộ, nhưng về PFS tức là thời gian sống thêm không bệnh tiến triển thì lại không có sự chênh lệch nhiều. Bởi vì sao? Bởi vì miễn dịch được coi là một cái liệu pháp nó có cái tỷ lệ, các nhà khoa học thấy rằng là nếu mà chúng ta đánh để mà lấy một cái PFS để làm giống như các cái nghiên cứu về hóa trị cổ điển trước đây, thì gần như là PFS nó không phải là một cái tiêu chí lợi thế khi mà chúng ta nghiên cứu về liệu pháp miễn dịch. Liệu pháp miễn dịch nó không giúp giảm được kiểm soát bệnh được nhanh và mạnh mẽ như là hóa trị. Tuy nhiên liệu pháp miễn dịch lại giúp duy trì cái sự ổn định đó rất là dài, và thường là nó sẽ càng theo dõi về lâu về dài thì người ta lại thấy rằng cái sự hiệu quả của liệu pháp miễn dịch càng khác biệt so với các cái nhóm chứng. Đây cũng chính là điều này cũng xảy ra ở trong cái chính cái nghiên cứu KEYNOTE-045. Và chỉ có những cái bệnh nhân nào mà đạt được đáp ứng thì cái đáp ứng đấy lại được kéo dài rất là nhiều. Trong tất cả các phân nhóm thì các quý đồng nghiệp có thể thấy là đều có cái favor, lợi thế nghiêng về phía được điều trị pembrolizumab. Và tỷ lệ kiểm soát bệnh đáp ứng cao hơn hẳn ở cái nhóm điều trị pembrolizumab so với hóa trị, đạt tới 21% đáp ứng ở pembrolizumab. So với cả nhóm hóa trị. Thế còn về biến cố bất lợi thì sao? Thì các quý đồng nghiệp có thể thấy là về biến cố bất lợi, kể cả biến cố bất lợi về đánh giá tất cả các mức độ, hay là ở các cái biến cố bất lợi mà nặng như là độ 3 đến độ 5, thì hầu hết pembrolizumab đều có lợi thế, tức là nó có cái độc tính thấp hơn hẳn so với hóa trị. Và vì đây là một cái điều trị bước 2, tức là bệnh nhân đã thất bại, đã có di căn xa này, rồi là đã thất bại sau một cái liệu pháp hóa trị, thường là đa hóa trị mà có platinum, cho nên là thể trạng của bệnh nhân tại thời điểm này là không còn tốt, mà thì cái liệu pháp mà vừa cải thiện về sống còn, vừa có cái tỷ lệ đáp ứng cao, cộng với lại là độ an toàn cao, thì tôi nghĩ là nó là một cái lựa chọn tương đối là hữu ích, và vì vậy mà nó đã ngay lập tức được đưa vào guideline là một cái khuyến cáo hàng đầu trong ung thư, trong điều trị bước 2 ung thư biểu mô đường niệu, hoặc nói chung là ung thư bàng quang đã di căn nói riêng, sau thất bại với một liệu pháp hóa trị có platinum trước đó. Thế còn bước 1 thì sao? Thế thì có cái nghiên cứu KEYNOTE-052 là nghiên cứu mà chúng ta được người ta sử dụng pembrolizumab trong điều trị ngay từ bước 1 ung thư biểu mô đường niệu có di căn mà chưa được điều trị trước đó với bất kể một cái liệu pháp hóa trị toàn thân nào. Thế thì chúng ta có thể thấy là khuyến cáo của các cái guideline lớn trên thế giới thì first line người ta vẫn yêu cầu là phải có hóa trị có platinum, mà đặc biệt là cisplatin. Thế thì tuy nhiên là người ta thấy rằng là không phải bệnh nhân nào cũng có thể, mà trong thực tế lâm sàng chúng tôi thực hành lâm sàng cũng thế, không phải tất cả bệnh nhân nào cũng có thể điều trị được cisplatin. Như tôi nói là ung thư bàng quang mà đã di căn rồi, tức là trước đó người ta đã điều trị qua cách, thường là đã được điều trị trước đó bằng phẫu thuật hoặc là
xạ trị ở những cái, hoặc thậm chí là tiền hóa trị tân bổ trợ cho những cái giai đoạn sớm. Vì vậy lúc này thể trạng bệnh nhân không còn tốt nữa, và đặc biệt là khi mà ung thư bằng quang đã có di căn thì nó sẽ có ảnh hưởng tới các cái chức năng thận, có thể là suy giảm chức năng thận do yếu tố cơ học. Và vì vậy thì cái cisplatin lại là một hóa chất mà có gây độc lên thận rất là cao. Và có những cái nghiên cứu người ta thống kê rằng 50% bệnh nhân là không đủ điều kiện để có thể điều trị với hóa chất có platinum. Và vì vậy, cái việc mà không thể tiếp cận được platinum sẽ làm cho giảm cái hiệu quả điều trị cũng như là giảm cái thời gian sống thêm của bệnh nhân. Vì vậy, cần rất là nhu cầu cấp thiết là chúng ta phải có một cái liệu pháp thay thế. Vậy thì liệu pháp thay thế ở đây là gì? Thì người ta cũng thử nghiên cứu xem là pembrolizumab. Chúng ta điều trị ở bước 1 cho những cái bệnh nhân mà không có thể tiếp cận được với platinum thì kết quả ra sao? Đây là cái thiết kế nghiên cứu của Keynote 052, và chúng tôi thấy rằng là trong cái tiêu chuẩn chọn bệnh ở đây thì tới tuổi trung bình, các quý đồng nghiệp có thể thấy là ở đây tới 74, tức là những bệnh nhân đã rất là cao tuổi. Và cái PS của bệnh nhân trong nhóm nghiên cứu này là PS bằng 2, tức là thể trạng của bệnh nhân ở những cái của đặc điểm bệnh nhân trong cái nhóm nghiên cứu này là thể trạng yếu chứ không còn là tốt, và rối loạn chức năng thận chiếm tới 49%. Và vì vậy những cái nhóm bệnh nhân này thực sự là nếu mà chúng tôi gặp trên lâm sàng thì cái việc chỉ định điều trị cisplatin gần như là không thể. Thế thì kết quả của nghiên cứu Keynote 052 cũng rất là khích lệ, giúp cái cải thiện, giúp tăng cái tỷ lệ đáp ứng lên tới 29%. Và trong vòng 6 tháng thì có 89 bệnh nhân đang vẫn còn có đáp ứng và tiếp tục được theo dõi, tỷ lệ kiểm soát bệnh lên tới 47%, tức là ngoài 29 bệnh nhân có đáp ứng thì có tới 18% bệnh nhân là đạt được bệnh giữ nguyên, tức là bệnh ổn định mà không có tiến triển tăng lên. Tuy nhiên là trong nghiên cứu này thì người ta cũng có phân ra các cái cut off về PD-L1 để xem rằng là liệu những cái bệnh nhân mà có cái tỷ lệ PD-L1 mà cao hay là thấp thì có khác biệt không. Thế đối với nhóm mà trong toàn bộ dân số thì người ta không, trong cái tiêu chuẩn lựa chọn nghiên cứu ấy, thì người ta không yêu cầu là chúng ta phải có cái PD-L1 cao trên bao nhiêu phần trăm thì đặt ra trong tiêu chí chọn bệnh, cho nên bất kể tình trạng PD-L1 nào ở trong nghiên cứu này cũng được đưa vào để tiến hành điều trị. Tuy nhiên người ta thấy rằng ở cái nhóm mà bệnh nhân có PD-L1 trên CPS trên 10% thì cái tỷ lệ kiểm soát bệnh còn cao hơn, tỷ lệ đáp ứng lên tới 47% mà so với cả tổng toàn bộ dân số nói chung. Tuy nhiên nếu như mà đây không phải là một tiêu chí chính. Và cái kết luận này chỉ đem lại rằng là nếu bệnh nhân nào mà càng có cái tỷ lệ bộc lộ PD-L1 càng cao thì tỷ lệ đáp ứng càng cao. Về yếu tố bất lợi thì để mà tính yếu tố bất lợi thì chúng ta thấy rằng là có khoảng 62% là bệnh nhân có yếu tố bất lợi liên quan đến điều trị. Bởi vì là ngược lại đến cái slide mà chúng tôi đã cung cấp về cái tiêu chuẩn, cái đặc điểm của quần thể nghiên cứu thì thấy rằng là hầu hết là các bệnh nhân đã cao tuổi trên 70 và các cái PS của bệnh nhân là bằng 2. Vì vậy khả năng cái tỷ lệ xảy ra biến cố bất lợi cao thì cũng dễ dàng được lý giải. Tuy nhiên các quý đồng nghiệp có thể thấy là cái tỷ lệ mà có cái tỷ lệ mà có biến cố bất lợi độ 3, độ 4 nó rất là thấp, chỉ khoảng 6%. Và như vậy thì chúng tôi đi đến kết luận là việc điều trị miễn dịch liệu pháp đem lại một cơ hội kéo dài sống thêm cho bệnh nhân ung thư bằng quang giai đoạn tiến xa mà đã thất bại với hóa trị toàn thân trên nền tảng platinum. Ngoài ra, miễn dịch liệu pháp cũng được coi là một cứu cánh thay thế một cách an toàn và hiệu quả, đã được chứng minh trong các thử nghiệm lâm sàng có uy tín cho các bệnh nhân ung thư bằng quang giai đoạn tiến xa mà không thể tiếp cận được với hóa trị có platinum ngay từ bước 1. Xin trân trọng cảm ơn các thầy cô, các quý đồng nghiệp và khán giả đã theo dõi bài trình bày của tôi.